Mỹ Tiên mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Và sau hơn 5 năm thực hiện, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán giả đã luôn đồng hành, quan tâm và ủng hộ dành cho hành trình của khởi nghiệp. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện khởi nghiệp làm tranh sếu từ vỏ tràm của một thầy giáo tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Những cánh sếu trên vạt rừng tràm. Những bức tranh sếu được tạo nên hoàn toàn từ vỏ tràm. Đây là câu chuyện của thầy Nguyễn Văn Cảnh ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, với kỳ vọng được chứng nhận OCOP 2021. Quý vị các bạn thân mến, ngay bên cạnh Mỹ Tiên đây chính là thầy Nguyễn Văn Cảnh, nhân vật mà Mỹ Tiên đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình. Em xin được chào thầy ạ. Đầu tiên thì thầy có thể giới thiệu cho khán giả khởi nghiệp được biết về cái công việc của mình cũng như là cái quá trình mà mình đã khởi nghiệp như thế nào được không ạ? Xin giới thiệu với chương trình là mình sống từ nhỏ lớn ở vùng quốc gia Tràm Chim, Tam Nông, cho nên những cái sản phẩm của quê hương mình thì nó thấy vỏ tràm là một cái loại chất liệu mà mình làm dễ tìm, cho nên cho ra đời một cái dòng tranh vỏ tràm, và đặc biệt là hình ảnh của nó là về xíu đầu đỏ, để tái hiện lại những hình ảnh xíu đầu đỏ cho quảng bá cho khách du lịch đến tham quan vườn quốc gia Tràm Chim. Thì mình đã bắt đầu công việc của mình từ lúc nào ạ? Lúc đầu thì làm những sản phẩm là tặng thôi, dạ, quà lưu niệm, tặng gia nhà rồi thôi. Sau đó được số đông yêu thích cho nên là phát triển lên thành một cái nghề, dạ, nghề của gia đình, tăng thu nhập cho gia đình. Dạ. Mình bắt đầu công việc từ năm 2004 đến nay thì cũng đã rất là nhiều năm rồi, hơn 15 năm rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ thì qua từng ấy năm á, thì từ cái dòng tranh sơ khai, từ lúc mà mình chỉ có ý tưởng ban đầu cho tới hiện tại thì thầy đã phát triển nó như thế nào ạ? Theo cái nhu cầu của khách thì xíu thì đầu tiên tôi làm xíu cái hình ảnh xíu chụp nguyên bản của ông nhiếp ảnh gia Đoàn Hồng. Lấy cái tác phẩm ra mình tái hiện lại. Nhưng mà do sống chung với xíu từ hồi nhỏ, những hình ảnh xíu nó vờn, nó múa, rồi mình sẽ tự sáng tác luôn theo cái bố cục của bản thân mà cảm nhận được á, thì mình cho ra dòng tranh xíu có hai cái tên là Vũ điệu trong nắng mới, wow, với một cái bức tranh nữa là Xíu gọi mùa xuân về, là hai cái dòng tranh nó đang đi rất là xa. Dạ, nghe thầy nói thì em cũng cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì cái tên gọi á nó cũng rất là hoa mỹ, rất là nó nên thơ nữa. Thì đối với những cái dòng tranh hiện tại thì có phải là mình chỉ sử dụng chất liệu tràm hay không? Hay là mình có sử dụng thêm cái chất liệu gì khác hay không ạ? Rồi, đặc biệt nó là từ vỏ hết. Thí dụ như cái màu xanh riêu để làm rặng cây, rồi màu nâu để làm cái cổ từ đầu trên xuống tới cổ, còn màu trắng thì làm cánh, màu hồng phấn thì làm nền, màu vàng, màu đen thì có thể làm những cái lông, cánh lông. Nó 5 màu chủ đạo của vỏ tràm hết, không có xài màu khác. Vậy thầy có thể giới thiệu cho em biết được nhiều hơn được không ạ? Tại vì khi mà em đến với rừng tràm á, thì em thấy cái vỏ khi mà mình lấy về cái lớp cây nó xù xì và nó chỉ có một màu thôi. Thì giống như thầy kể thì nó tới 5 màu lận, thì nó tại sao là mình lại có được cái 5 màu sắc đó, mình có nhuộm gì hay không ạ? Không, màu đặc biệt của nó hết. Ví dụ như trong cái lớp vỏ cái này màu xanh riêu nè, rồi màu trắng nè. Tách cái lớp vỏ bên trong ra thì nó màu trắng, trắng rất là đẹp. Rồi cái màu hồng. Còn những cái sợi tơ nó không có xài, ví dụ cánh lông xíu nó có những cái sợi tơ nhỏ nhỏ vậy nè, là mình sẽ xé sợi ra mình dán lên để cho nó thành cái lông luôn à, mình khỏi có cắt nhỏ, vì trong đó những sợi tơ nó tự nó tạo ra luôn. Đây nè, tách ra gì phải không, là những sợi tơ nó gì đó nó làm lông luôn. Rồi trong cái lớp vỏ nó dày lắm, có trên 200 lớp. À, có nghĩa trên 200 lớp. Một cái thân tràm khi mình tách vỏ ra là có 200 lớp. Từ ngoài vô trong là trên 200 lớp. Wow. Tách càng mỏng càng đẹp. Dạ. Nó nhiều lắm. Dạ, như vậy thì hiện tại những cái bức tranh của thầy á là chỉ nghiêng về làm về các hình ảnh của sếu thôi, hay là thầy có phát họa thêm những cái hình ảnh khác hay không ạ? Từ 2 năm đầu thì xíu. Từ 5 năm trở về sau tôi sẽ cho nhiều dòng lắm. Ví dụ như chân dung. Dạ. Rồi sen xíu. Rồi mai khai phú quý là để trưng bày cho Tết. Tết thì mình làm những cái hình ảnh như thỏi vàng, rồi phúc lộc thọ, để nó khắc thư pháp đi vô luôn. Yeah. Cũng nhiều lắm. Thầy là gốc ở Tràm Chim, và khi nhìn thấy những cây thân tràm rồi nhìn thấy hình ảnh sếu đầu đỏ thì thầy muốn lưu giữ những cái hình ảnh đó bằng cái tài năng của mình. Thì thầy có thể chia sẻ cho em cũng như là khán giả biết nhiều hơn một chút về cái tình cảm của thầy đối với vùng đất cũng như là thiên nhiên ở tại vùng đất Tam Nông của mình được không ạ? Từ hồi nhỏ thì cái con sếu nó dạng lắm. Nó sống với mình rất là, hồi đó năng kim mà thời trẻ thì mình đá banh mũ ở trên năng, trên cái sân bằng năng trải thảm ấy. Rồi xíu nó cũng nó mổ những cái củ năng á, là gần mình có khoảng 5-7 mét nè, mà những cái điệu vờn múa nó rất là đẹp. Thứ hai nữa là nó chung thủy, trống cặp máy nó vờn, nó múa, nó hót rất là hay, nó vang lắm. Âm thanh nó từ trên cao cái khoảng 2 thước còn nghe, 200 mét, 2 cây số cũng còn nghe. Rồi mình thấy nó vậy rồi mình gắn liền với nó, cho nên là tái hiện là những hình ảnh nó mình rất là hiểu về cái động tác. Cho nên là khi mình phát họa ra cái hình ảnh xíu đó là mình đi những cái tỉa những cánh lông nó trong cái tư tưởng của mình rồi, mình khỏi cần phải vẽ. Như vậy thì mình là một người con của vùng đất này, lại có thể mang cái hình ảnh của quê hương mình đi xa hơn đến cả nước ngoài nữa, và được cái sự yêu thích như vậy thì cái tâm trạng của một cái người nghệ sĩ, một cái người đã làm ra tác phẩm đó thì thầy có cái cảm giác như thế nào? Đúng rồi, như Bí thư Đồng Tháp mình có nói, mình khi mà muốn quảng bá một cái sản phẩm mình thì nó phải có một cái mẫu chuyện. Mà theo tôi thì tới mà nói mà mẫu chuyện người ta nghe, người ta còn đam mê hơn cái bức tranh của mình. Dạ. Khi mà tới tôi là người ta nghe kể chuyện còn hơn là người ta xem bức tranh. Thì tôi cũng có một cái ý tưởng là tái hiện lại cái hình ảnh xíu thôi, nhưng mà sau khi khách tới thì người ta không quan tâm gì cái hình ảnh xíu đâu, mà ta nghe mình kể là cũng như thổi hồn vào trong cái bức tranh, nó thành một cái mẫu chuyện. Thích, khách rất là thích thú. Có nghĩa là mình mang đến cho những cái người thưởng thức á, không chỉ là hình ảnh mà còn là cái cảm xúc nữa, đúng không ạ? Mẫu chuyện. Dạ, những cảm xúc, những cái câu chuyện làm cho cái bức tranh nó trở nên có lẽ là nó sẽ sinh động hơn qua cái lời kể của thầy về những trải nghiệm của thầy, đúng không ạ? Em có thấy ở đây á, là có một cái bức tranh, chắc là tranh này là mình mới làm đúng không thầy? Tranh này là mới sáng tác mới đây nè. Là tại vì hồi trước là mình làm bằng vỏ, sau đó mình phát triển thêm cái hạt. Đây là bằng hạt. Hạt tràm. Hạt tràm là có nghĩa là trên cây là nó sẽ có sẵn hay là như thế nào ạ? Hạt tràm này thì nó không có màu sắc như đa dạng như vỏ. Cho nên mình phải hỗ trợ bằng màu của mình, màu bột. Nghề này thì lúc đầu tôi làm một mình, mà từ từ thì gia đình làm, kể cả là tôi thì chủ yếu là tôi tạo nét, tạo hình, còn vợ thì dán nền, con thì nó cắt. Là cả gia đình cùng làm nghệ thuật luôn ạ. Dạ, cả gia đình đều làm nghệ thuật hết. Với mong muốn tranh võ tràm ngày một đi xa và thêm nhiều thế hệ tiếp nối môn nghệ thuật này, thầy giáo Cảnh đang truyền lại kinh nghiệm của mình. Không dừng là ở đây, tham vọng của thầy giáo Cảnh là xây dựng một làng nghề tranh võ tràm, đặc biệt là tranh về loại sếu. Với mỗi bức tranh được tạo ra là thêm một câu chuyện về sếu được mang đến cho du khách gần xa. Việc làm tranh từ vỏ tràm không chỉ vì kinh tế mà còn do muốn quảng bá hình ảnh sếu tại Tràm Chim đến với bạn bè khắp Nam Châu. mà như vậy thì em còn thấy được đằng sau cái bức tranh này nó còn có cái ý nghĩa sum vầy nữa, đó là cả gia đình mình cùng làm thì nó sẽ mang tới cái điều hạnh phúc nhiều hơn ở trong cái bức tranh nữa. Ý tưởng tôi là còn phát triển thêm nữa, dạ. Phát triển thêm cho thành một cái làng nghề luôn mới hấp dẫn, nhà nhà cùng làm mới hấp dẫn. Dạ. Là hiện nay tôi đang thu hút các em học sinh mà nó ngoài giờ cấp 2 á, nó ngoài giờ thì tới thí dụ mình muốn cho mấy em nó cắt hình xíu thôi, cứ mỗi một con xíu hình ảnh xíu vậy đó là nó sẽ được 5.000 hay là 3.000 vậy đó, yeah. Xong hình ảnh cắt sẵn thì khách ta tới người ta trải nghiệm, mình chỉ có đưa cái hình đó ta cho ta dán vô nền. Như vậy thì đối với cái ý tưởng mà phát triển thành làng nghề đó thầy, để cho mà mọi người có thể đến đây trải nghiệm cũng như là gia tăng thêm cái giá trị dịch vụ của mình, thu hút thêm du lịch đó, thì em thấy là một ý tưởng rất là hay. Nhưng mà cái lộ trình để mình thực hiện nó thì nó có gặp cái khó khăn gì hiện tại hay không? Để mở rộng ra là cái không gian của mình nó còn quá nhỏ đi. Rồi khách ta tới tham quan, tôi có nhiều đoàn khách tới xe không có bãi đậu, mà muốn làm tại vườn quốc gia Tràm Chim thì phải có một cái quầy, cái đó phải được sự hỗ trợ của vườn quốc gia mới hợp tác được. Còn ở đây làm tư nhân thì cũng đặt hàng là làm nhiêu mình bán nhiêu thôi. Còn muốn mở rộng là rất là khó, là ở chỗ địa bàn mình, cái khu diện tích của mình nó nhỏ là một nè. Rồi thứ hai nữa là cái không có cái sân rộng để mình phơi vỏ. Thứ ba nữa là cái nguồn mà để mà nấu chuyền á, là cái đó phải lâu dài mới được. Phải tiếp cận với mình chỉ từng ly từng tí mới được, chứ còn mấy em mà lại mà mình chỉ mà sơ sơ nó không có cái ý tưởng đâu. Cái này là nó thuộc lĩnh vực là nghệ thuật rồi, cho nên là ý tưởng phải tập trung mới được. Có nghĩa là cũng phải là những bạn có năng khiếu dạ, có năng khiếu và có tài năng hội họa mỹ thuật một chút xíu thì có vẻ là cái việc tiếp cận rồi phát triển nó sẽ được nhiều hơn. Như vậy thì em nghĩ rằng là đối với cái làng nghề này á, thì nó có cái giá trị văn hóa và cũng như là nó cũng có cái ý nghĩa đối với cái việc phát triển du lịch của địa phương. Dạ, ngày hôm nay thì em cũng như ekip thực hiện rất là cảm ơn thầy đã dành thời gian để đến với chương trình Khởi nghiệp, cũng như là chia sẻ một cái câu chuyện rất là thú vị về những cái bức tranh xéo làm từ tràm của chính vùng đất Tràm Chim, Tam Nông. Và nhân dịp đầu năm mới thì em cũng xin chúc cho những dự định của thầy trong năm mới sẽ có thể được thực hiện, và qua đó thì sẽ góp phần giúp đỡ cho du lịch địa phương ngày càng phát triển ạ. Em xin một lần nữa cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Rất cảm ơn chương trình Truyền Đồng Tháp đã đến với homestay của thầy Giáo Cảnh. Dạ, thì em cảm ơn thầy ạ. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Khởi nghiệp cũng đã khép lại. Rất mong trong năm mới 2021 quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ cho các số phát sóng của chương trình. Và bây giờ thì Mỹ Tiên cũng như ekip thực hiện xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.